cho dù bạn có già đi chăng nữa, kiểu như vậy, thì tớ vẫn yêu cậu. Không, tao xạo đấy. Không, tao xạo đấy. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại cùng với cả Hà Linh Sensei. Và phần tiếp theo của 30 mẫu ngữ pháp trọng tâm N3 sẽ là những mẫu ngữ pháp gì đây? Hãy cùng với cả Hà Linh Sensei bắt đầu rồi nhá. Và minasan, hajimemasu. Đây là những mẫu ngữ pháp mà đã xuất hiện 6 lần cho đề thi N3. Đầu tiên chính là doushitemo. Demo đúng không mọi người? Thì các bạn sẽ hiểu được rằng là nó là cho dù hoặc là vẫn, đúng không ạ? Nani nani demo, nani nani shitemo. Doushitemo có cách kết hợp là futsuke cộng với doushitemo. Và chúng mình sẽ vào luôn đề vương 1. Watashi wa nani nani. Đây là shitteimashita, đúng không ạ? Doushitemo iwanai. Câu này thì ý nghĩa nó rất là dễ. Đấy là kể cả cho dù, đúng không ạ? Là tôi biết thì tôi cũng không nói. Vậy thì cái mẫu ngữ pháp này chúng mình sẽ chia luôn cách kết hợp là gì ạ? So để chờ nhé. Cái này rất là dễ ạ. Shitte ita, đúng không mọi người? Đó, bây giờ ở đây là động từ chuyển sang thể ta, thì đơn giản là chỉ chuyển sang thể ta thôi. Ok, chúng mình sẽ có tiếp. Nào, câu này thì cho các bạn 3 giây để các bạn tự làm trước nhá. Kare wa nani nani doushitemo sore o kao ni wa dasanakatta node watashi ni wa wakaranakatta. Nào, câu này sẽ là gì ạ? Chữ hán này đọc là kurushindeiru nhá, được không ạ? Đó, kurushindeimashita. Minasan, kotae wa arimasu ka? Rồi, đáp án ở đây của chúng mình rất dễ, chỉ đơn giản là kurushindeita là được, đúng không? Đó, anh ý đúng không ạ? Dù là có vất vả khó khăn đi chăng nữa, đúng không ạ? Cũng không biểu lộ ra trên mặt, thế cho nên là tôi hoàn toàn không hề biết gì. Đó, đúng là một người đàn ông tuyệt vời, đúng không mọi người? Không muốn để cho cái người yêu của mình lo lắng. Rồi, mẫu ngữ pháp tiếp theo chính là dosuru. Dosuru to và doshitara. Nếu mọi người để ý ạ, to này, tara này, tất cả tố và tara thì đều dịch ở trong ngữ pháp N4 là nếu, đúng không mọi người? Tương tự như vậy, ở đây ý nghĩa của mẫu ngữ pháp này cũng là giả sử nếu. Và cách kết hợp thì rất là đơn giản là futsuke cộng với các tố suru này, tố suru tố hay là tố shitara. Có một cái point tội để các bạn ghi nhớ nhá, kể cả là mẫu ngữ pháp trước lẫn mẫu ngữ pháp này, thì tất cả những cái mẫu ngữ pháp nào mà nó đi với các tố này này thì hầu như sẽ là futsuke cộng với tố, giống như là futsuke cộng với các tố imashita này, hay là futsuke cộng với các tố muimasu, được chưa? Ok, chúng mình sẽ đi với đề vương 1. 休日は何々とすると平日の夜に集まるしかありませんね. Câu này thì khá là dễ, đúng không mọi người? Nếu mà trong ngày nghỉ nó không thể thì chúng mình chỉ còn cách rằng là tập trung, đúng không ạ, hội họp vào buổi tối thôi. Vậy thì cái đáp án ở trong câu này của mình sẽ là gì ạ? Cách kết hợp cực dễ, đúng không? 無理, tính từ đuôi na chuyển thành rồi rồi đấy, 無理, đà, đúng không mọi người? Đó, y nè. Rồi, chúng mình sẽ sang đến tiếp câu tiếp theo. 2番目, 旅行に何々どうしたらどこに行きたい? Nào, nếu mà là các bạn đi du lịch ấy, nếu mà là đi du lịch, đúng không, thì các bạn muốn đi đâu? Rồi, câu này thì dễ hơn, nó sẽ là ikutoshitara, đúng không ạ? Với sensei, đúng không, thì mình sẽ muốn đi nhất là doai. Rồi, ok, chúng mình sang đến luôn câu số 18. Dashi, hãy để ý cho sensei poi lại sensei cái mẫu ngữ pháp này nhá. Khi mà các bạn học N3, nếu các bạn học giáo trình Mimikara Boiru thì các bạn sẽ được học cái mẫu ngữ pháp này ở bài đầu tiên. Dashi ở đây thì mình sẽ dịch là ra dáng, thế nhưng nó còn rất là nhiều những cái ý nghĩa nữa của dashi. Và những cái ý nghĩa mà nó giống như là so, như là nghe nói là, thì sensei sẽ nhắc đến ở những bài sau, nên mọi người nhớ đón xem những video của sensei nhá. Rồi, mình sẽ có cách kết hợp rất là đơn giản là danh từ cộng với cả dashi. Chúng mình xem thử nhá. Hôm nay, đúng không ạ, là một cái ngày ấm áp rất là chuẩn mùa xuân luôn, đúng không? Đó, ra dáng. Hôm nay là mùa xuân, đúng không ạ? Bây giờ cái thời tiết hiện tại này đang là mùa xuân, đúng không? Và cái thời tiết thì nó rất là mùa xuân luôn, ra dáng mùa xuân đấy ạ, được chưa? Rồi, ok, mình sẽ có câu tiếp theo. 2番目, いつもの元気なリーさんらしくないですね. Đấy, khi mà các bạn nhìn thấy bạn đi sẵn, đúng không ạ? Hôm nay bạn ấy buồn rầu này, hôm nay bạn trông mệt mỏi, đúng không? Thì mình sẽ có một cái câu như thế này. Trông không giống, đúng không mọi người? Trông không ra dáng bạn Ly mà lúc nào cũng vui vẻ, genki, là kiểu hoạt náo ấy, được chưa mọi người? Đó, らしくない nhá, nó sẽ được sử dụng như một tính từ đối ý. Rồi, chúng mình sẽ sang đến tiếp
mẫu ngữ pháp tiếp theo. Nào, ở đây đúng không ạ? Ni oite và ni okeru. Để ý xem này, bình thường đúng không? Mình có là oku, oku là đặt để ở đâu đấy, phải không? Đó, thì cái mẫu ngữ pháp này á, khi mà mình chuyển là ni oite hay là ni okeru thì nó sẽ mang về ý nghĩa là ở tại này, trong ví dụ như là ở một cái địa điểm nào đấy nhá, hay là ở trong một cái lĩnh vực nào đấy. Hai cái ni okeru và ni oite thì nó có những cái sự khác biệt như thế nào? Bao giờ thì sử dụng là ni oite, bao giờ thì sử dụng là ni okeru. Ni oite thì đơn giản rằng là danh từ cộng với ni oite, ở đằng sau nó sẽ là một cái vế câu gì đấy. Thế còn ni okeru ạ thì ở đằng sau sẽ là phải cộng với một danh từ nha mọi người. Đó, nên là đôi khi ở trong những cái bài mẫu ngữ pháp lớp 3 họ có cho cả mọi người cả hai là ni oite và ni okeru, thì các bạn thấy là ở đằng sau mà có danh từ thì mọi người chọn là ni okeru ở sen sen nhá. Rồi, deibun 1 để mina san mitte kudasai. Yakushite mite kudasai. 3 byo desu. 3 2 1 kotae ga arimasu ka? Kyoto ni oite kokusai kai ga okoareta. Câu này mình sẽ dịch là gì nhỉ? Hội nghị quốc tế đúng không ạ? Đã được tổ chức ở Kyoto. Được chưa? Chúng mình sẽ sang đến tiếp. 2번. Meiji jidai ni okeru gakko kyoku nitsuite genkyu shitai. Vậy thì mọi người nhìn thấy không ạ? Okeru ở đằng sau chính là một danh từ. Câu này thì chúng mình dịch là gì? Tôi muốn tìm hiểu về đúng không ạ? Đấy, bây giờ mọi người sẽ dịch ngược lên nhá. Giáo dục, trường học này. Ở đâu ạ? Ở tại một cái thời điểm nào đấy không ạ? Thời điểm ở đây chính là thời đại Meiji, Minh Trị. Ok chưa? Tổ chức tại một cái địa điểm nào đấy đúng không? Là nơi nào đấy này. Thì mình còn có là ở tại thời gian nào nữa, trong cái khoảng thời gian nào. Deva, tsugi no bunpo desu. Tiếp theo là mẫu ngữ pháp veru, koto wa nai. Koto wa nai đúng không ạ? Không có chuyện, nhưng mà mình sẽ không dịch như thế này đâu. Wake wa nai nghĩa là không có chuyện. Trong mẫu ngữ pháp này sẽ bằng với cả không cần phải, bằng với cả hitsuyou wa nai nha mọi người. Cái kết hợp của mẫu ngữ pháp này rất đơn giản, đấy chính là veru cộng với các koto wa nai. Và mình sẽ đến với cả deibun 1 của mình nhá. Nào, khi mà mình có là kimasu đúng không ạ? Thì mình sẽ chuyển như thế nào để mình có thể kết hợp với cả koto wa nai đây? So desu ne. Ở đây mình sẽ có là kuru koto wa arimasen đúng không ạ? Yusou de ii desu yo. Câu này thì dịch đơn giản thôi, bạn không cần phải đến đâu ạ. Chỉ cần gửi chuyển phát cho tớ là được rồi, ok chưa? Rồi, chúng mình sẽ đến tiếp câu tiếp theo. Nani nani, isogimasu đúng không ạ? Chuyển như thế nào để kết hợp với các koto wa nai đây? Dễ quá đúng không mọi người? Isogu koto wa nai, yukkuri de ii. Câu này thì mình sẽ dịch là bạn không cần phải vội vội vàng vàng, cứ từ từ bình tĩnh, chill thôi đúng không mọi người? Đây là một trong số những ví dụ điển hình mà Sensei nghĩ là các bạn nên học thuộc để mình có thể nhớ được cái mẫu ngữ pháp này vào đầu luôn. Rồi, chúng mình sẽ sang đến tiếp mẫu ngữ pháp tiếp theo. Kara ni wa. Hãy để ý cho Sensei nha. Đây là những cái mẫu ngữ pháp mà xuất hiện rất là nhiều ở trong N3, nên là mọi người phải viết vào cho nó cẩn thận nhá. Kara ni wa là một khi làm cái gì đấy thì sẽ làm sao đấy. Rồi, mình để ý cho Sensei này, cách kết hợp ạ sẽ là động từ chuyển sang thể nữ hoặc là thể ta cộng với cả kara ni wa. Thường á thì mình sẽ thấy được rằng là nó sẽ hay xuất hiện ở thể ta, nhưng mà thể nữ thì vẫn sẽ có nhá. Mình xem cái ví dụ đầu tiên của Sensei nha. Ví dụ này thì mình sẽ chuyển yakusoku shimasu thành là so desu ne. Mình sẽ có yakusoku shita kara ni wa mamoru beki da. Câu này dịch đơn giản là một khi mà bạn đã hứa ấy thì bạn nên giữ lời hứa nha. Mình sẽ có một cái cụm từ đấy là yakusoku o mamoru, mang về ý nghĩa là giữ lời hứa nha mọi người. Chúng mình sẽ sang đến tiếp câu tiếp theo. Đây chính là cái ví dụ mà mình còn nói đấy ạ. Các bạn sẽ nhìn thấy là nó có những cái trường hợp mà sử dụng là veru cộng với cả kara ni wa. Mình sẽ xem nhá. Nihon de seikatsu suru kara ni wa nihongo ga dekinai to komaru daro. Câu này dịch là gì đây? Cho mọi người 3 giây suy nghĩ nhá. 3, 2, 1. So desu ne. Một khi mà bạn sống ở Nhật đúng không? Nếu mà bạn không biết tiếng Nhật ý, thì chẳng phải là sẽ rất vất vả và khó khăn hay sao? Đúng không mọi người? Nên là, minasan, gambatte kudasai nhé. Rồi, chúng
chúng mình sẽ sang đến tiếp theo là những mẫu ngữ pháp đã xuất hiện 5 lần ở trong đề thi. Những mẫu ngữ pháp này thì các bạn sẽ thấy là có cả những mẫu ngữ pháp mà mình đã được học ở N4, thế nhưng mà ở N3 thì sẽ lại lặp lại. Thế nên là các bạn hãy để ý thử ở xem nhá. Đầu tiên chính là Veta Bakari. Ta Bakari thì Hà Linh CC có hướng dẫn mọi người trong rất là nhiều video rồi. Nó mang về ý nghĩa là vừa mới, nhưng mà cái point là theo suy nghĩ của người nói, theo quan điểm của người nói. Nghĩa là sao ạ? Bình thường đúng không ạ? Ví dụ sensei vừa mới nói xong thì mình sẽ không nói là Veta Bakari mà mình sẽ nói là Veta Tokoro, đúng không ạ? Dây trước dây sau đấy, sự thật là vừa mới. Veta Bakari thì cách kết hợp không cần gì phải bàn cãi nữa, đấy là động từ chuyển sang hiện tại của cái cặp Bakari. Về ý nghĩa của nó ạ, ví dụ như sensei nói là sensei vừa mới kết hôn, đúng không ạ? Được 3 năm rồi. 3 năm là một cái khoảng thời gian khá là dài với nhiều người, nhưng với sensei nghĩ rằng là nó vừa mới thì mình sẽ sử dụng là Veta Bakari nha mọi người. Rồi, ok, mình xem luôn ví dụ cho sensei nhá. Rồi nào, ok ạ. Tôi vừa mới đến Nhật, mình sẽ nói là gì ạ? So desu ne. Nihon ni kita Bakari da nha mọi người. Nhớ sensei nó là Veta cộng với cả Bakari. Ví dụ nhà mình vừa mới đến Nhật được khoảng tầm 4 năm rồi đúng không ạ? Mình mới đến Nhật từ năm 2002 chẳng hạn. Đấy, mặc dù là một khoảng thời gian rất là dài nhưng mình vẫn nói là Veta Bakari như là mới. Ok, mình sẽ có tiếp. Câu này thì cách kết hợp rất là đơn giản đúng không? Kaimasu chuyển như thế nào để cộng với cả Bakari đi ạ? So desu ne. Katta bakari no jidensha o nusumarete shimatta. Nào, câu này mình sẽ có dịch là gì ạ? Rồi, trong câu này đúng không? Mình để ý cho sensei nhá. Bakari ở đây sẽ được sử dụng như là một danh từ. Mình sẽ dịch rằng là cái xe đạp ấy ạ, mà tôi vừa mới mua đúng không ạ? Đã bị lấy mất, đã bị trộm mất. Ok cho mọi người. Rồi, đi ba. Tsugi. Mitai. Có một cái point để cho các bạn nhớ được cái mẫu ngữ mitai này, đấy chính là đây là văn nói của yo. Nên tất cả những cái ý nghĩa nào của yo ấy thì mitai cũng sẽ có. Và mình sẽ dịch là giống như là, có vẻ như là. Đó, có hai cái ý nghĩa đấy nhá mọi người. Đơn giản thôi là động từ tính từ này, hay là danh từ thì chuyển sang futsuke cộng với cả mitai nha mọi người. Nào, mình sẽ có câu đầu tiên. Rin san mitai ni nihongo ga umaku naritai. Tôi muốn tiếng Nhật có thể giỏi như là Linh sẵn. Rồi, tiếp nha mọi người, xem một câu nữa. Kono apato wa dare mo sunde inai mitai da. Mình nhìn từ phía bên ngoài đúng không ạ? Mình thấy là ôi không có ai, mật điện này, xong rồi trông có vẻ như là kiểu mọc rêu vân vân rất là lâu rồi. Nên mình nói rằng là ồ, cái căn nhà này đúng không ạ? Cái apato này thì trông như là, hình như là, giống như là, đúng không ạ? Đó, không có ai ở. Đơn giản không? Mình sẽ sang đến tiếp mẫu ngữ pháp tiếp theo nhá. 24, số 24. So ni naru. Coi lại ông sensei cái này nhá. Nhiều bạn không biết cái mẫu ngữ pháp này ạ. So ni naru mang về ý nghĩa là suýt nữa thì, sẽ thường hay sử dụng với những cái việc mà đã xảy ra trong quá khứ. Và những cái việc đấy là những cái việc mà hơi ngoài dự đoán của mình. Mình sẽ xem thử nhá cái cách kết hợp của nó. Cách kết hợp thì cực kỳ đơn giản. Để ý ông sensei này, động từ bỏ masu cộng với cả so ni naru mang về ý nghĩa là gì? Nào, một ạ. Yukkuri asagohan o tabete ittara nani-nani so ni natta. Nào, thì cái câu này ở đây của mình thì mình sẽ điền cái gì đây? Đó, mọi người nhìn thấy không? Nó sẽ chuyển về quá khứ đấy ạ. Rồi, chữ hán này đọc là chikoku shimasu đúng không? Ban nãy sensei nói là động từ bỏ masu cộng với cả so ni naru. Nên chắc chắn cái câu này thì mình sẽ có là chikoku. Chắc chắn đáp án của câu này phải là chikoku shiso ni natta đúng không ạ? Câu này thì mình sẽ dịch là gì? Đó, sau khi mà tôi gọi là ăn sáng từ tốn ấy thì suýt chút nữa là tôi đã bị chậm rồi, tôi đã bị muộn giờ học rồi, trễ đó. Được, ok chưa? Rồi, mình sang câu tiếp theo. Mazui ryori o tabete hakimasu. Đấy, bây giờ chuyển như thế nào để kết hợp với cả so ni natta đây? So desu ne. Hay của mình sẽ chính là haki so ni natta. Được chưa ạ? Đấy, ôi, ăn xong những cái đồ ăn mà gọi là mà suy chán ý, mà tôi suýt chút nữa thì nôn nha mọi người. Nghĩ được nhé, ok chưa ạ? Đó, mình sẽ sang đến tiếp mẫu ngữ pháp cuối cùng mà chúng mình học trong bài ngày hôm nay. Đấy chính là toyeba toittara. Chắc chắn rồi, nhìn thấy cái bà này đúng không ạ? Tara này thì mình biết luôn, nó sẽ là nếu rồi. Thì được chưa ạ? Nếu nói về thì là sao đấy? Mình sẽ xem nhá, ở đây cách kết hợp thì rất là đơn giản. Danh từ cộng với các toyeba hoặc là toittara. Mình xem ví dụ là mình biết ngay này. Nihon ryori toyeba
やっぱり、やはり、お寿司が有名ですね。 Nhắc đến cái gì, đúng không ạ? Mình sẽ thường là nhắc đến những cái gì mà điển hình ở đằng sau, những cái mẫu ngữ pháp như là toyeba hoặc là toitara nhá. Đấy, nhắc đến cái đồ ăn của Nhật Bản ấy thì ôi, quả nhiên là sushi là nổi tiếng nhất. Dạ, rồi mình sẽ có đến tiếp câu tiếp theo. 夏の果物といったらやっぱりスイカだね。 Đó, quả nhiên là khi mà mình nói về những cái thức quả của mùa hè thì suy cả dưa hấu là phải nói đến luôn. Ok chưa ạ? Đó, thế ví dụ như bây giờ mà nói về Hà Linh Sensei thì mọi người sẽ nghĩ đến cái gì ạ? À, yappari kawaii desu ne. Vậy là chúng mình đã hoàn thành tiết xong 10 mẫu ngữ pháp trong chủ đề là 30 mẫu ngữ pháp hay được xuất hiện trong đề thi N3 rồi. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì hãy cứ comment ở phía dưới, Hà Linh Sensei sẽ giải đáp hết cho mọi người nhá. Và đừng quên là khi mà các bạn comment RK thì các bạn sẽ nhận được một tài liệu từ N5 đến N1 và những ưu đãi rất là tuyệt vời từ Ricky khi các bạn đăng ký lớp học tích hợp nhá. Được ạ, minasan, matta ne.